Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về thực phẩm, những cái thực phẩm mà làm sạch thận, giải độc cơ thể nên ăn ngay trước ngày Tết nha các bạn. Thì các loại thực phẩm này sẽ giúp cho giảm gánh nặng cho thận, hỗ trợ đào thải chất độc ra cơ thể ạ. Thứ nhất là dầu ô liu. Dầu ô liu có thể giảm cholesterol, giảm viêm, giảm đau liên quan đến sỏi thận. Khi sử dụng để nấu ăn, bạn nên chọn loại dầu ô liu tinh khiết, bởi loại này chứa nhiều dưỡng chất quý giá, lại không lẫn các tạp chất trong quá trình ép dầu. Củ cải đường. Loại củ này có tác dụng tăng độ axit của nước tiểu, ngăn ngừa độc tố tích lũy và tạo thành sỏi thận. Ngoài ra, củ cải đường cũng giàu chống chất chống oxy hóa và rất tốt cho sức khỏe. Nghệ. Nghệ chứa chất curcumin cung cấp các đặc tính chống viêm, có lợi cho việc chống lại bệnh thận và sỏi thận. Bạn có thể sử dụng nghệ tươi bổ sung vào các món ăn hoặc sử dụng tinh bột nghệ để pha sữa uống cùng mật ong. Táo. Táo thì chứa nhiều chất xơ giúp hấp thụ độc tố, giảm bớt gánh nặng cho thận. Táo cũng có tác dụng làm giảm việc tốt cho hệ tiêu hóa. Rồi, tiếp theo là tỏi. Tỏi thì chứa chất acylin có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm. Hai chất này tốt cho thận và huyết áp. Do đó, bạn nên sử dụng tỏi vào các món ăn hàng ngày để tốt cho sức khỏe. Thứ ba là cải thảo. Cải thảo chứa nhiều nước và các chất chống oxy hóa như polyphenol, hợp chất glycerid và vitamin C, giảm trung hòa các gốc tự do có hại được tạo ra trong quá trình trao đổi chất. Chanh. Chanh cũng làm tăng nồng độ nitrat, ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận. Và thứ tư có nghĩa là rau cải xanh. Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin C và K cùng với chất xơ và folate dồi dào cho cơ thể. Chúng có tác dụng làm giảm huyết áp, cân bằng đường huyết, giảm căng thẳng đối với thận, hạn chế cảm giác thèm ăn, tăng cân, mất cảm giác. Và sau đây mình xin tóm tắt lại những cái thực phẩm mà rất tốt cho cái thận, thải độc cơ thể nên ăn ngay trước ngày Tết nha các bạn. Đó, thứ nhất là rau xanh nè. Thứ hai là nghệ. Thứ ba là táo. Thứ tư là tỏi. Thứ năm là cải thảo. Thứ sáu là chanh. Thứ bảy là củ cải đường. Thì cái loại củ cải đường này là có tác dụng tăng độ axit của nước tiểu, ngăn ngừa độc tố tích lũy và tạo thành sỏi thận. Ngoài ra, củ cải đường cũng giàu chất chống oxy hóa, rất tốt cho sức khỏe nha các bạn. Và cuối cùng là dầu ô liu. Dạ vâng, mình xin chia sẻ những cái thực phẩm này đến cho các bạn. Siêu, đó là những thực phẩm siêu thực phẩm làm sạch thận, giải độc cơ thể ăn ngay trước ngày Tết ạ. Xin chúc các bạn ăn Tết vui vẻ và nhớ đăng ký like, subscribe cho kênh mình nha. Kênh mình là Vlog Thanh Đồng. Chào các bạn.